Trung Hoa Đệ Tử Quy. Quy tắc làm người con và đệ tử tốt, thánh nhân dạy: trước hiếu thuận, kế cẩn tín. Nên yêu người, gần người tốt để học hỏi. Khi dư giờ, nên học văn. Cha mẹ gọi, nên dạ liền. Cha mẹ bảo, nên làm ngay. Cha mẹ dạy, kính lắng nghe. Cha mẹ trách, phải tuân lời. Đông cho ấm, hạ cho mát. Sáng hỏi thăm, tối yên giấc. Đi phải thưa, về phải trình. Sống an cư, nghiệp không đổi. Đi phải thưa, về phải trình. Sống an cư, nghiệp không đổi. Việc tuy nhỏ, đừng xem thường. Nếu xem thường, lỗi đạo con. Vật tuy nhỏ, đừng tự giấu. Nếu tự cất, cha mẹ buồn. Cha mẹ thích, hãy gắng làm. Cha mẹ ghét, trừ bỏ ngay. Thân bị thương, cha mẹ lo. Việc tổn đức, cha mẹ thẹn. Khi được thương, dễ hành hiếu. Khi bị ghét, vẫn hiếu kính. Cha mẹ lỗi, tìm cách khuyên. Mặt vui tươi, lời hiền hòa. Đừng tự chê, đừng tự đọa. Thánh và hiền, ai cũng sẽ dần dần đạt. Bao đầu gối thần kỳ. Hiếu Hiếu, bạn thật giỏi. Kiểm tra thi dục lần này, bạn lại đứng đầu lớp. Do bạn ấy may mắn, mình chỉ thua bạn ấy một chút thôi. Ngầu ngầu nói đúng đó, lần này do mình may mắn thôi à. Bạn thật khiêm tốn, Hiếu Hiếu. Nếu lần này do bạn gặp may, vậy hai lần trước thì sao? Cái này... Bạn đã liên tục 3 lần đứng đầu lớp rồi, lẽ nào lần này cũng lại do gặp may mắn? Đúng đó, tại sao lần nào mình cũng chỉ thua bạn một chút thôi? Hiếu Hiếu, rốt cuộc có bí quyết gì, mau nói tụi mình biết đi. À, mình chẳng có gì đặc biệt hết, chỉ cần kiên trì tập luyện, hai bạn cũng có thể giống mình thôi. Kiên trì luyện tập, đơn giản vậy thôi sao? Đúng vậy, Ngu Ngu khỏe hơn mình mà, chỉ cần mỗi ngày kiên trì tập luyện chắc chắn sẽ giỏi hơn mình thôi. Mỗi ngày đều phải luyện tập? Đúng vậy. Vậy thì khó quá. Vậy thì có gì khó đâu. Muốn mình luyện tập một thời gian thì còn được. Nếu như ngày nào cũng phải kiên trì luyện tập, vậy thì khó quá. Ừ, nói cũng đúng. Hiếu Hiếu, bạn làm sao mà kiên trì như vậy được? Mình bình thường cũng thường luyện tập, nhưng mà không thể kiên trì tiếp tục. Bạn rèn luyện thân thể vì lý do gì? Đương nhiên tăng cường sức khỏe của bản thân. Mình không phải vậy. Bạn không phải. Vậy bạn rèn luyện sức khỏe là vì lý do gì? Ngoài việc tăng cường sức khỏe thì còn lý do gì nữa? Mình rèn luyện thân thể, ngoài việc tăng cường sức khỏe, mình còn muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Giúp đỡ những người gặp khó khăn? Để, em đang làm gì vậy? Em đang rèn luyện thân thể. Sao em tự dưng lại muốn rèn luyện thân thể chứ? Tuần sau em phải tham gia kiểm tra thể lực. Sức khỏe em trước giờ đều không tốt. Em sợ em sẽ không đạt yêu cầu. Đừng chán nản mà, cố gắng tập luyện đi. Cảm ơn anh. Anh à, em phải luyện hết xà đơn đây. Tiểu Súng Ca, em về rồi. Hôm nay kiểm tra thể lực, em thi thế nào? Cũng như mọi lần, thành tích rất tốt. Để tuần sau cũng phải kiểm tra. Em ấy ở trong sân luyện tập cả buổi chiều. Luyện tập lâu vậy hả? Lần này chắc sẽ đạt yêu cầu. Anh nghĩ chưa chắc đâu. Sao mình lại nói vậy ta? Luyện tập đòi hỏi kiên trì, bền bỉ. Gần đến đây rồi, mới luyện tập thì làm sao được? Để luyện tập chăm chỉ như vậy,
đạt yêu cầu chắc cũng không là vấn đề. Lúc luyện tập, lúc không như em ấy, làm sao mà nâng cao thể lực được? Để như vậy cũng không phải là cách. Chúng ta phải giúp em ấy. Giúp như thế nào đây? Chúng ta phải đốc thúc em ấy tập luyện hàng ngày. Cái này phải xem nghị lực của em ấy. Chúng ta không thể trông chừng em ấy từ sáng tới tối được. Nói cũng đúng. Tiểu Súng Ca, anh giúp em nghĩ cách đi. Lại là anh. Tiểu Súng Ca, anh trước giờ đều thích giúp đỡ những người gặp khó khăn mà. Để đã luyện tập một buổi chiều, em ấy cũng đã cố hết sức rồi, anh giúp em ấy đi. Cái này để anh nghĩ xem. Anh nghĩ ra rồi. Cái gì? Em đợi chút. Cái bao đầu gối này có thể giúp để hả? Đây không phải là bao đầu gối thông thường. Đây là máy trọng lực gia tốc. Máy trọng lực gia tốc sao? Đúng vậy. Đeo nó vào chân, trong lúc chưa có cảm nhận gì, đã tăng thêm trọng lượng của cơ thể. Cũng giống như đeo thêm vật nặng trên người mà vận động. Đối với việc tăng cường thể lực, có thể đạt được hiệu quả gấp đôi so với thông thường. Tốt quá rồi. Có được cái bao đầu gối thần kỳ này, có thể trong lúc chưa có cảm nhận gì, tăng cường thể lực của để. Em ngay lập tức sẽ đưa nó cho để luôn. Ê, khoan, đợi chút đã. Tại sao? Để đã không còn ở đây nữa. Để đi đâu rồi? Em ấy mới ra ngoài rồi, chắc là đi chạy bộ. Để, ngày mai chúng ta cùng tập luyện nha. Em không có ý định tiếp tục luyện tập nữa. Hả? Thể lực của em kém như vậy, dù có luyện nữa cũng sẽ không đạt yêu cầu đâu. Em phải có niềm tin vào bản thân chứ. Hôm nay em luyện tập một buổi chiều, lúc nãy dùng đồng hồ kiểm tra chạy bộ vẫn không đạt yêu cầu. Hít xà đơn và hít đất cũng không đạt. Em đừng nản lòng, ngày mai chúng ta cùng luyện tập, anh nhất định giúp em đạt yêu cầu mà. Anh đừng an ủi em nữa. Em chính là như vậy rồi, dù có luyện thế nào cũng vô dụng thôi. Để nếu như em tiếp tục tự xem thường bản thân như vậy, thật sự không còn cách nào nữa rồi. Lúc anh ở tuổi em, thể lực cũng rất kém, còn không bằng em bây giờ. Nhưng anh bây giờ không phải cũng có thể đạt được thành tích tốt sao? Nhưng mà em đã luyện tập rất lâu rồi, em thực sự không thể làm được. Học tập phải xem trọng phương pháp, luyện tập cũng phải chú ý phương pháp mới được. Luyện tập thì phải chú ý phương pháp gì? Ngày mai luyện tập cùng anh, em sẽ biết thôi mà. Hãy tin anh và tin vào bản thân em. Em nhất định sẽ đạt được thành tích tốt thôi. Thật sao? Ừ. Rồi đeo nó lên đi. Sao phải đeo bao đầu gối? Để cho an toàn. Anh cũng đeo nè. Dạ. Chúng ta khởi động trước đi, rồi chạy bộ tới con sông bảo vệ thành được không? Dạ, thưa anh. Em chạy không nổi nữa rồi. Mới ra khỏi nhà mà em đã chạy không nổi hả? Mới ra khỏi nhà hả? Em mới chạy được một đoạn ngắn vậy sao? Đúng vậy. Em không phải mới chạy có một đoạn như vậy, đã không chạy nổi đương chứ. Đương nhiên là không rồi. Em mệt quá rồi. Sao vậy? Mới chạy có một lát mà em đã mệt rồi em hả? Em chạy không nổi nữa rồi, nghỉ một chút đi. Hiếu hiếu để hai người tụi mình rèn luyện sức khỏe đó. Vậy tốt quá, chúng ta cùng luyện tập đi. Mình và để đang chuẩn bị tập hết xà đơn. Để mình làm trước. Ê.
gông gông cáo lên, gông gông cáo lên. Ngô ngô, bạn giỏi quá. Để để, em... Mọi người tập trước đi, em nghỉ thêm một lát nữa. Được thôi. Để để, tới em rồi. Em muốn nghỉ thêm một lát nữa, để mình thử xem. Bạn Tiểu Hòa, đây là môn thể thao của con trai. Bạn được không? Được hay không, thử là biết ngay thôi. Thôi bỏ đi, Tiểu Hòa. Không, mình muốn thử thêm lần nữa. Tiểu Hòa giỏi quá. Tiểu Hòa, chị thật là giỏi. Để để, Tiểu Hòa là con gái, cũng lên được một cái rồi, còn em? Em lên ba cái. Để để, cố lên, cố lên, để để. Để để, cố lên, cố lên, để để. Để để, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, để để. Để để, cố lên, để để, cố lên, để để, cố lên. Để để, em làm được. Để để, cố lên. Để để, cố lên. Để để, thắng lợi đang ở phía trước rồi. Tụi anh tin tưởng em sẽ làm được. Hay quá. Em không luyện nữa, em hết sức rồi. Không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi. Mọi người về trước đi, em muốn nghỉ thêm một lát. Để để, em cởi bao đầu gối ra đi. Cởi bao đầu gối? Đứng lên thử đi. Chuyện này là sao? Chúng ta chạy về nhà, coi ai chạy nhanh nhất được không? Chuẩn bị, chạy. Tại sao tự dưng em chạy nhanh như vậy? Đều là nhờ vào mấy trọng lượng gia tốc này đó. Lần này em kiểm tra nhất định đạt yêu cầu rồi. Cảm ơn anh. Để để, kết quả kiểm tra sao rồi? Còn phải nói sao, nhất định là đạt rồi, đúng không? Hả? Không đạt, không thể nào. Nhà trẻ tạm thời quyết định kiểm tra thể lực về qua tháng sau mới tiến hành. Đừng lo để để. Chỉ cần em rèn luyện thân thể cho tốt, lúc nào kiểm tra cũng không cần lo đâu. Em tin anh, anh nói em đạt yêu cầu, em nhất định sẽ đạt yêu cầu. Để để, mau dậy đi, tới thời gian tập luyện rồi. Anh đi trước đi, em ngủ thêm lát nữa. Để để, nghe nói hôm nay em kiểm tra thể lực, kết quả sao rồi? Để để, rốt cuộc có chuyện gì? Em kiểm tra thể lực không đạt yêu cầu. Tại sao lại như vậy? Anh nói em nhất định đạt yêu cầu, anh lừa em. Hiếu Hiếu,
em sao vậy? Để hôm nay kiểm tra thể lực, không ngờ lại không đạt yêu cầu. Thể lực của em ấy trước giờ không tốt. Một tháng trước, chúng ta dùng máy trọng lượng gia tốc giúp em ấy. Với tình trạng sức khỏe của em ấy, đạt yêu cầu chắc không thành vấn đề chứ. Vậy một tháng nay em ấy có tập luyện không? Không có. Luyện tập thì phải kiên trì mỗi ngày, như em ấy làm sao mà đạt yêu cầu được. Mấy ngày trước em có nói qua nhưng em ấy không nghe. Bây giờ không đạt yêu cầu lại nói em gạt em ấy. Em có lòng tốt giúp em ấy không biết ơn thì thôi, còn khó chịu với em, thật không đáng mà. Hiếu Hiếu, em nhìn xem. Chị Tiểu Hoa, để em giúp chị. Cảm ơn em, để em nhất không nổi đâu, để chị làm cho. Chị Tiểu Hoa, em là con trai, chị có thể bê được, em cũng có thể bê được. Để em không sao chứ. Tiểu Hòa, tụi mình giúp bạn nha. Sức khỏe của để yếu như vậy, đừng nói là giúp người khác, gặp phải khó khăn còn phải nhờ người khác giúp đỡ nữa, như vậy thì sao được. Sức khỏe của để yếu, chúng ta cũng không có cách nào hết. Em là anh của em ấy, em có trách nhiệm giúp em ấy nâng cao thể lực. Em không trách em ấy giận hờn em sao? Nhưng em là anh trai mà, không nên nhỏ nhen như vậy. Như vậy mới đúng chứ. Anh vẫn lo là em sẽ chiến tranh lạnh với để. Sao vậy được, dù sao đi nữa thì để cũng là em trai em. Để anh ơi, cảm ơn anh ngày hôm qua đã giúp em. Chúng ta là anh em mà, cảm ơn làm gì. Anh ơi, ngày hôm qua em tính giúp chị Tiểu Hòa khiêng hàng, thật không ngờ lại khiến mọi người phải giúp em, thật là ngại quá, giúp lại thành phiền thêm. Để em muốn giúp đỡ người khác, trước tiên phải có một thân thể khỏe mạnh mới được. Nói như vậy, em rèn luyện thân thể cũng có thể giúp đỡ người khác hả? Ừ, mục đích cuối cùng của việc rèn luyện thân thể không những thân thể khỏe mạnh, đồng thời còn có thể giúp người khác. Muốn rèn luyện thân thể khỏe mạnh, phải kiên trì bền bỉ mới được. Phải kiên trì, khó quá, em sợ em làm không nổi. Khó thì cũng phải cố. Không những rèn luyện thân thể phải kiên trì bền bỉ, làm bất cứ việc gì cũng cần có tinh thần kiên trì bền bỉ đó. Cái này... Trong cuộc sống chúng ta có những lúc không ý thức, sẽ hình thành những thói quen xấu. Chúng ta phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân, khắc phục những thói quen xấu đó, mới có thể hình thành nên thói quen tốt kiên trì bền bỉ. Nhưng mà em phải làm sao mới có thể khắc phục được sự lười biếng của mình? Ông nội nói, nhân chi sơ tính bổn thiện. Chỉ cần chúng ta có niềm tin, có nghị lực, tận lực làm, nhất định có thể chiến thắng sự lười biếng. Em hiểu rồi. Tiểu Sủng ca, anh cho em mượn lại máy trọng lực gia tốc dùng được không? Em muốn đi luyện tập ngay bây giờ. Để của em đây. Cảm ơn anh Tiểu Sủng ca. Để cũng được không? Ngày mai em phải thi lại môn thể dục, em phải tranh thủ thời gian luyện tập mới được. Vậy anh không làm phiền em nữa. Nhanh vậy sao? Cảm ơn bạn nhỏ nha. Cảm ơn. Không có gì. Để lần này nhất định em đạt được thành tích tốt.
Anh à, anh giúp em hiểu được, rèn luyện thân thể không phải là gì thi cử, càng quan trọng hơn là có thể giúp đỡ người khác. Dù lần này thi có đạt yêu cầu hay không, em sau này đều phải kiên trì rèn luyện thân thể, như vậy có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Ừ. Anh ơi, em đi đây. Để hiểu được đạo lý này, sau này em ấy nhất định sẽ hơn em. Đều là công lao em dạy bảo đó. Ừ. Em là anh trai mà, dạy bảo em trai là bổn phận của em. Các bạn nhỏ ơi, xem xong câu chuyện hôm nay các bạn có cảm nghĩ gì không? Giữa anh em với nhau phải giúp đỡ lẫn nhau, làm anh thì phải giúp đỡ em, chăm sóc em. Cho dù là anh em có xảy ra tranh chấp, cũng nên nhường nhịn em. Đương nhiên rồi, làm em cũng phải thông cảm cho anh, phải tôn trọng anh. Giữa anh em có thể hòa thuận chung sống, chính là sự biểu hiện của tình yêu thương và sự hiếu thuận. Chúng ta cũng phải kiên trì học tập thật tốt. Hẹn gặp lại lần sau. Học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A
Namo A-di-đà-phật.
No.